em cảm nắng rất nhanh nhưng mà cũng tắt nắng rất là nhanh. Em thích cái anh đó, bạn đó. Xong cái qua tuần sau nó ủa sao xong không nghe mày nhắc nữa, tôi thấy không còn gì nữa, không thích nữa. Chết rồi, vậy là bây giờ ai làm sao mà ở bên cạnh em là phải làm gì mới hoài đúng không? Lúc nắng lúc mưa vậy khó nhờ. Em trai lo không em trai? Dạ, mình nói mình cố gắng thì cũng không vấn đề gì cả. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Lý do tại sao có thể chia sẻ được không? Trước kia là em cũng đi học xong rồi là mình đi thi vào môi trường quân đội thì trong thời gian đủ các thứ rất là hạn chế. Ra ngoài ít điện thoại thì cũng cấm sử dụng. Ra trường thì trong công tác trong môi trường đặc thù thì cũng ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài. Cộng thêm với cái tính như mình là ít nói với ít nói nhút nhát nữa ha. Trong trắng trinh nguyên ha. Chưa có ai có mối tình nào. Em muốn mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào em trai? Dạ, của em thì đầu tiên là về ngoại hình thì em ngoài bình thường, còn về tính cách là biết quan tâm chia sẻ, biết kính trên nhường dưới và hết. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cảm cảm, giả sử như là lúc mình là làm sai một cái gì đó, cái gì không đúng mà nói hoài đúng không? Mà sau này mà mình có lỡ mắc phải cái khuyết điểm gì mà lại lấy cái đó ra lại nhảy. Em có hay cảm cảm không em? Chắc có chị, nói chung là cũng dài lắm chị. Thì tính em cũng hay tăng động đó chị. Tăng động là sao? Ví dụ như có cái chuyện gì đó mà kích thích em quá là em sẽ không được bình thường nữa. Là em làm gì? Dạ thì em cứ như con điên vậy chị, không tự kìm nén được, phải có người khác kìm lại. Yên tâm, với môi trường quân đội anh ấy sẽ rèn giũa em. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao ráo, dễ nhìn, biết quan tâm em, biết lắng nghe. Em là con út nên cũng được thương, nên em cũng muốn là nó cũng phải nghiêng là chứ cũng quan tâm đến gia đình em. Rồi cao ráo thì cũng hơi cao. Dễ thương thì rất dễ thương. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Tính là gia trưởng thì em cũng không thích. Nhậu vô, uống vô chị, mà nó nhiều em cũng không thích. Thà uống vô rồi ngủ chứ đừng có ngồi nhảy với em. Anh kia có nhậu không em? Dạ, đó đều không thể tránh khỏi chị. Nhưng mà nhậu vô làm gì? Dạ, nhậu xong đi ngủ chị. Có thể là mình uống một cốc nước rồi mình trước khi đi ngủ chị. Vậy được, dạ. Đừng có nhậu vô mà ngồi lãi nhãi nha. Cao nhưng mà chưa ráo. Hai người này có cặp mắt to y như nhau hả? Lông mi dài. Bên này lông mi trời sao dài dữ vậy em? Gắn lông mi giả hả? Hai miếng lông mi dài dữ vậy trời, tôi lần đầu tiên mới thấy con trai mà lông mi dài vậy luôn á. Vậy cái lông mi hả em? Dạ không. Tự nhiên hả? Một người thì ở Đồng Nai, một người ở Thành phố Hồ Chí Minh, mình hẹn hò sao em? Cuối tuần thì đơn vị sẽ tạo điều kiện được nghỉ thứ bảy chủ nhật, có điều kiện lên thăm bạn gái. Mặt mày căng thẳng vậy cưng vui lên. Cũng thiếu quý chứ bộ. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 62 ạ. Nhìn chị cái coi, trời ơi chị không dám nhìn, lát sao dám nhìn bạn gái. Trời sao mắt ông này ướt dữ vậy? Muốn khóc hả? Không mắt ướt á. Đa tình quá vậy? Đa tình lắm á. Có hay khóc không? Dạ không vậy. Em có lãng mạn không? Cũng không thực sự lãng mạn lắm. Trời ơi ông nhát quá vậy trời, có nào mình hỏi hồi ông khóc không? Dễ gì? Mắt em to là lông mi em không dài bằng lông mi ảnh đâu nha. Coi bên đàn gái sao mà cũng tăng động quá nha. Trời em gái, mắt anh ấy lông mi dài luôn, thậm chí dài hơn em luôn á. Nhưng mà em xinh hơn ảnh. Thấy cảm nhận ảnh sao? Động mà nè, anh nghiêm anh ít nói quá. Nghiêm ít nói lắm á. Em có một thích sự lãng mạn không? Dạ hầu như ai cũng thích sự lãng mạn nè. Nhưng anh này hơi khô chút xíu. Yên tâm, em tạo lãng mạn cho. Tạo lãng mạn hả? Dạ. Tưởng tượng buổi đầu tiên mình hẹn hò sao cho lãng mạn. Thì em kêu anh sẽ mua hoa nè. Đứng ngay cái chỗ em ở anh. Rồi thì đợi em ra tặng hoa cho em. Rồi nói chuyện này nọ kia các kiểu. Miễn sao anh nói hài hước rồi nói anh chung. Anh không nói luôn rồi sao? Thôi để em nói luôn cho anh. Được. Phải trực cơ quan, thậm chí là đêm hôm. Lúc đó đó mà con khóc, con bệnh gì đó mà có nhiệm vụ thì anh phải đi luôn. Giờ giấc đi chơi nó không được nhiều lắm. Được không? Dạ, về cái vụ mà chăm con hay là gia đình gì đó thì em cũng có xác định là khi mà cưới á là em cho ba mẹ em lên xe hoa chung với em ạ. Bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Em có cảm nhận gì về anh? Dạ, thì nãy giờ thì em thấy anh rất là hiền, ít nói. Không biết em tăng động quá làm anh sợ không ạ? À không, anh thì bình thường thôi. Thứ bảy nhật em có phải đi làm không? Dạ, đối với công việc của em thì em làm tới thứ bảy.
Nhưng mà trong một tháng chủ nhật sẽ có một chủ nhật phải trực. Không biết anh sắp xếp được không ạ? Cái đó không thành vấn đề em. Mà anh, nhà em có những cao thủ nguy hiểm á, thì không biết anh chống đỡ được không ạ? Tại vì cao thủ nhất là giờ bữa nay ba em bận không có đi được. Ba em rất là trôn người. Em đây 23 năm sống với ba em là trong tư thế toàn là phòng thủ không anh? Chôn theo cách như thế nào? Không, ba em chỉ chôn vua thôi. Nhưng mà nếu mà những người nào mà không cứng á là sẽ bị ba em hằn gục hết à. Anh thì bộ đội thì có gì thì nói đó thôi. Cũng không... Anh đoán là chắc ba em không chôn được anh nhiều đâu. Anh nhớ tên em không ạ? Này mệt à, cái này mệt á. Nuốt nước miếng rồi, căng thẳng rồi. Anh có một đặc điểm là mỗi khi là căng thẳng là anh hay quên. Cách trả lời cũng như không. Em có nhớ tên bạn trai không? Dạ, tên Hùng á. Thôi gì giới thiệu lại đi. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân. Trân trong từ chân châu chứ không phải cái chân. Rồi, anh nhớ rồi. Không biết là anh có chấp nhận cho ba mẹ em lên xe hoa chung không ạ? Là đi về chùa chung á. Cái đó thì được em ạ. Được mặt căng dữ vậy trời. Ông đừng làm công chuyện căng thẳng quá. Đúng là tình yêu anh này nhát quá. Bây giờ hát bài coi, mạnh mẽ lên nào đồng chí Thiếu Quý. Bắt đầu. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Bây giờ nè, em sẽ có khoảng độ chừng 30 giây thể hiện cái mạnh mẽ của người đàn ông. Thí dụ như là nghĩ nghiêm gì đó ha, quân lệnh gì đó, em làm thử coi coi có sợ không. Làm, bắt cổ làm kìa. Dạ thôi. Gì đó. Khi khác về làm sao? Hả? Khi khác về làm sao? Không, làm luôn đi. Không khi khác. Nào đứng lên. Đồng chí Đăng, đứng lên coi. Thử coi. Sao thử coi. Đồng chí Thiếu Quý Hùng, nghe lời tôi. Nào, Bình Nhất, đứng lên. Em ngồi xuống. Nghỉ. Nghỉ. Em ngồi xuống. Đi nghiêm kìa. Ngồi xuống đi, em ngồi xuống đi. Sao em đánh giá gì anh này? Em thấy em tăng động anh này có vẻ hiền quá, không biết có kìm em. Em không? Kìm được đó, em tăng động em cứ làm gì khùng khùng điên điên. Anh chỉ cần anh ngồi nhìn em vậy, cái tự nhiên em ngại quá em thụt xuống à. Đồng chí Trân, quét nhà. Đồng chí Trân, giật quần áo. Trời ơi, căng chổi lại. Đồng chí Hùng, quét đi. Chốt lại, bây giờ trong tim mình đang suy nghĩ điều gì? Anh từng nghe một người nói là cuộc sống chỉ thực sự có nghĩa khi và chỉ khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó mơ ước ở tương lai. Anh mong em hãy cho anh và cho chúng ta một cơ hội để được tìm hiểu, để tiến tới xa hơn nữa. Mặt ta bên đây nghiêm trang lắm mà mặt cô cứ cười hoài vậy cô. Dạ, tay anh có run không anh? Không, tay em bình thường. Dạ, dạ, không, em hỏi thôi để biết anh run nó bấm nút được không á. Thì nếu nói em bấm hồ dùm bước. Với tình yêu bao giờ con người cũng cảm giác mềm nhũn ra. Hãy thông cảm cho anh ấy, bởi vì tôi biết rằng trái tim anh ấy cũng đã rung động đấy. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mẹ lỗ tai dữ rồi.